Chào các bạn, là Vĩ đây. Ngày hôm nay thì Vĩ sẽ hướng dẫn cho các bạn cái công thức ướp thịt nướng mà Vĩ vẫn thường hay làm nha. Đầu tiên Vĩ sẽ giã nhuyễn hành tỏi, sau đó cho 2 muỗng nước lọc vào và lấy nước cốt. Mình chỉ lấy nước cốt ướp thịt thôi nha, để khi nướng thịt sẽ không bị cháy. Tiếp tới Vĩ sẽ pha cái sốt ướp thịt. Vĩ dùng 6 muỗng nước tương, 3 muỗng màu dầu điều, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê ớt bột. Ớt bột này thì không có cay nhưng sẽ tạo được cái màu nước sốt rất là đẹp. Phần nước sốt hành tỏi thì Vĩ lấy tầm 2 muỗng canh nha. Vĩ khuấy đều các gia vị lên rồi cho thêm 1 muỗng cà phê dầu hào, thêm một chút bột ngũ vị hương cho thơm nữa là đã xong cái công thức nước sốt rồi đó. Giờ thì mình sẽ cho sốt vào cái phần thịt mà mình cần ướp. Hôm nay Vĩ chọn làm sườn nướng bởi vì hồi sáng Vĩ đi chợ mua được cái phần sườn rất là tươi và ngon. Vĩ ướp thịt và để cho thịt thấm gia vị trong khoảng thời gian từ 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Khi thịt đã thấm đều gia vị rồi thì Vĩ sẽ bắt đầu mang thịt đi nướng. Lần này thì Vĩ sẽ không nướng bằng than nữa mà nướng bằng nồi chiên không dầu của Lotte. Vĩ lót một miếng giấy bạc phía dưới và xếp đều cái phần thịt lên trên, vặn 160 độ trong vòng 15 phút. Cái nồi này được một cái là sẽ chín đều hai mặt, cho nên mình ít phải trở đi trở lại trong quá trình chiên nướng. Nhưng mà do Vĩ muốn thịt có màu đẹp hơn đó, nên Vĩ sẽ trở mặt thịt lại và quét thêm nước sốt. Màu nước sốt rất là đẹp và cái mặt thịt chín cũng rất là đều nữa. Sau khi mà trở mặt thịt và cũng như là quét nước sốt xong rồi thì Vĩ sẽ cho lại vào trong nồi, tiếp tục nướng lần 2 với nhiệt độ là 160 độ trong vòng 15 phút. Nướng bằng nồi chiên không dầu này được một cái rất là nhanh và tiện lợi luôn. Trong thời gian chờ thịt chín thì Vĩ làm được rất là nhiều công chuyện khác luôn ý. Nếu bạn nào thích ăn đồ chiên nướng nhưng lại không có thời gian thì Vĩ nghĩ cái nồi này là một gợi ý khá là hay ho đó chứ. Giờ thì thịt cũng đã chín rồi nè. Các bạn xem màu thịt đẹp ghê chưa? Thịt chín rất là vàng đều và rất là thơm luôn. Đây đây, để Vĩ cắt cho mọi người xem cái miếng thịt mà hồi nãy giờ mình ướp và nướng nè. Ở ngoài thì vàng ươm, còn ở bên trong thì không hề bị khô tí nào luôn nha.